Mời vào tôi còn đang bị xong chưa hết rồi thì mỗi một gì một tỉnh thì có một sân đồng hiệp một bài trí tăng nhưng một hiệp chủ xuân ai cũng có và xin mời vào hồi Yeah.
nhân dân là hiệu trưởng, hiệu trưởng nhà trường, mà tôi nhân dân rất nghe tôi, thì tôi có làm một cái lá thiệp trước đó. Thay vì mình mua mình chợ đó nè, ở đây mình cây nhà đó mua mình làm đó, tròn này tròn tôi làm đó, gửi tới các vị cái giấc đó là một cây nhà đó luôn. Thì xin mời các vị cứ tự tiện, cứ tự tiện chở xe tôi đi. Thì rồi chúng ta sẽ sinh hoạt vui, lấy cái lá thiệp này làm cái đề tài, làm cái đối tượng để triển khai ra, làm cho vui trong cái buổi gặp Phật pháp hôm nay. Đồng thời nữa là cái này là của Phật tử cũng đóng góp vậy nè, để mà khi trước thì tôi đã tặng cho các Phật tử một cái tập của tay như là một số bạn. Và cái lần đó vì sao tôi lại làm biết là sẽ ở với chính trực chỉ mà đối với bài thơ của tôi đó, bài thơ của tôi biết đó, vì cái chất thơ mà của Nguyễn Tú Thái Giang, như các vị biết rồi, nó có cái chất thơ của Thái Giang, nó có ác, không có tình cảm của thơ của Thái Giang. Nhưng mà tôi xin nhắc là các vị tưởng rằng là tất cả những câu thơ đó đều là chất liệu phụ tập bằng chất khóc. Còn tôi đã kết lại thành 1 câu, hoặc 8 câu, hoặc 12 câu gì đó trong cái tập sau này. Thì cái chất liệu đó phải nói rằng là nó đậm đà gì đó. Cho nên là nếu trong 4 câu tôi có thể triển khai một lần 14 giống như thế này, hoặc có thể triển khai ra 3 lần 14 trong 4 phần hơn cũng còn cái thứ. Cái đó là xin thật đồng giới thiệu cái ý thức nó có sâu sắc đậm đà rất kinh điển như vậy. Nhưng mà nhất là tôi không biết là thêm cái gì nữa, muốn gợi ý thêm là các tự có một ngôi mốc các hiệu ý thức. Do vậy mà cũng là cái tập số 7 lần trước đã có tặng rồi, nhưng mà lần này cũng số 7, nhưng mà tôi không biết trình chỉ về luôn. Và thêm cũng có thêm một cái bài mới mà trong cái tập số 7 không có. Tôi cũng trình chỉ về tôi có nghĩa là tôi giới thiệu cái bộ áo về lưới để cho ai muốn xếp áo cố lưới thì đưa vào cái bộ cái gì đó mà xếp áo mà cố lưới thì sẽ được gì nhỉ? Cho nên các bạn trình chỉ về tôi. Tôi xin nhắc nhở là các phật tử về đọc cái này, đây là tôi nói là những gì mà muốn tìm hiểu cái gì, muốn tìm hiểu để hiểu ý nghĩa để tu tập phải tu tại tu tuệ thì đọc bài thơ, đọc bài thơ là đọc cái tài trực chỉ của tôi biết, chỉ về tu là tôi biết tu gợi ý giới thiệu thêm 5 đến 10 ý, thậm chí 20 ý ở trong cái bài trình chỉ về tôi là tôi hoặc 2-3 lần cũng không nắm hết được cái cần thiết mà tôi muốn gửi đến cái đặc biệt, mà phải nhiều lần, thậm chí là phải tư duy và là thiền định. Cho nên bài kỳ này vẫn là bài thơ, vẫn là cái tập có tay như là của bạn. Tôi mong rằng là các vị nhận được cuốn này thì tập kỹ từng bài. Và lúc đó tôi có tập là tôi muốn nhắc cho họ. Chứ tôi chỉ thưa rằng là hiện giờ tôi nói không phải ai cũng dễ nghe. Thậm
chứ không được, không nghe nổi, không chịu nổi. Nhưng mà tôi xin giới thiệu các vị là tôi đã có một cái cảm của một nhỏ đứa đó. Và tôi nhìn qua, tôi liếc qua cái kinh nào, liếc qua cái lời nói nào của cái chú anh là tôi lượm ra cái đạo là đúng với cái phụ giáo lý rất tốt, cái đạo là sai, sai với cái tôi nhưng cái lý do nào mà sai cái đó tôi cũng không biết được. Nghe nói là biết sai chỗ nào thì do từ đâu phát xuất cái đạo, từ đâu ra cái sai đó không ai biết được cái đó. Giờ vậy mà những cái điều mà tôi muốn nói với các con tử chưa ra cũng trường để hết. Có nhiều phụ tử hỏi tôi mình chưa tôi có, tôi nói là tôi còn có những cái mà tôi chưa hết. Thì có người chỗ đâu là tôi còn giống như cái người thì thành phẩm có giống như nhưng mà có khi là tại vì tôi nói là tôi biết là cái gì không phải nhiều người nghe được đâu, nhiều người nghe không đủ, nghe không không chịu được. Nhưng mà cái sự thật là để do vậy mà có những cái sự thật mà không nói ra hết. Tôi mong rằng là các vị này cứ bắt đầu tìm tập hết hiện giờ là được số 8 rồi ha, 8 cái môn bài kỹ thuật là cái chất liệu, nó không phải là nó không có cái chữ kinh, nó có cái chữ kinh giống như là cái kinh này tôi nghe cái phật nói ở bên đây nói đâu không có chữ kinh, nhưng mà chất liệu là chất liệu của kinh phật chắc không. Do vậy mà các vị đọc có gì mà ngồng nghe có gì đọc cũng có thể có cái trái xét được bội cũng có, nhưng mà tôi xin thưa là nếu mà các vị mà thấy được bội đó là tại vì các vị chưa lựa được cái nào là giáo lý chánh thống của đạo Phật, còn cái nào là giáo lý không phải chánh thống mà nó lại căn của tà kiến của ngoại lai của ở đâu đó mà các vị chưa rõ được cái đó. Mà nếu mà chưa rõ được cái lấy căn cái ngoại lai cái tài kiến đó thì các vị đọc thì cái sách của tôi mọi đó từ trước vậy. Nhưng mà tôi nói một bộ đó không phải là tôi cố ý tôi đưa dành về tự mình hay là cái tôn cho mình, cái thái của mình hay là cái tổ chức của mình hoàn toàn không có. Từ khi mà học đạo, hành đạo, dạy đạo cho tới ngày nay, hôm nay giới thiệu tự giới thiệu là tôi còn mấy ngày nữa là đúng 86 tuổi. Đúng 86 tuổi. Không hề có là một thâu đệ tử tăng ni hay là thâu đệ tử Phật tử hay là lập chùa, lập viện, lập phái, lập tôn gì từ nhỏ tới lớn. Học đạo đàng hoàng nghiêm túc mà không phải đó. Cho nên chính là tôi nói là rất thiện thiện cái cực đối của đạo Phật. Nhưng mà tại vì là cái cường đó cái kiểu tu thì nó ít quá, tự là chậm, khó chậm. Do vậy mà khi nghe các tôi có thể thấy là đạo Phật những cái và thông thường cái người mình đã hiểu cho nên có cái được rồi. Tôi xin chắc là nếu vượt bội là ngày lễ mình có giận, mình có tức tối, mình có giận dỗi, nghiêm rồi nhận thức. Mà nhận thức tự nhiên nó rất là tu thiền định hết. Cũng như hôm nay tôi đề xuất ra hai cách niệm Phật, hai lần niệm Phật, một lần niệm bổ sinh cao mô thi Phật. Là đó là cái lần mà tôi chủ trương từ trước đến giờ nên niệm Đức Phật bổ sư thích ca là Đức Phật có thật, Đức Phật của chúng ta Đức Phật có thật là một người nhắc một thật bằng hai tay hai mắt hai chân một đầu, nghĩa là một con người thật. Hôm nay tôi đề xuất niệm thêm một thật danh hiệu của Phật như thế nào, là vì trong những cái sách của tôi có khi tôi biết là các vị thuộc mình học đó. Tôi hỏi ai đi học, ông là ai? Câu đó nghe nhiều người, tôi gọi là sốc. Sốc và khó chịu. Nhưng mà nếu như mà các người mà học hiểu kiểu nào đó, học hiểu chất lắm, thì niệm Phật Kinh Di Đà tôi cũng niệm ra. Đó, tôi lại nghĩ niệm nó có sẵn.
nhưng mà nên thật em là cách nào đó mình chỉ ra một cái là người chế thấy rõ ràng là mình tu sai tu mày tu lạc tu là nhớ nhận cũng đâu phải việc cái chữ nam mô a di đà phật đó là một điều rất là rõ ràng. Nhưng mà bây giờ thì nhiều lắm mà nói là bây giờ là cứ nói vậy đó là nói về Phật giáo Việt Nam nhỉ. Còn nói xa nữa là Phật giáo mình cái gì như Phật giáo Trung Quốc mà Phật giáo Trung Quốc đã bị bắt đầu thế kỷ trước thế kỷ thứ nhất 100 năm là đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua Trung Quốc mà qua khi mà qua Trung Quốc rồi thì sau đó là kinh điển nó sáng tác ra một bộ tạng vô cùng phức tạp. Mà cái sáng tác là vô cùng phức tạp là do các nhà văn, nhà thơ như các cái nhà của Phật giáo, các cái nhà văn, nhà thơ, cái nhà học giả của Phật giáo, của Lão giáo được cộng với cái thế lực của vua chúa, mà vua chúa là rất là những tên ta làm giống như người ta tin Phật à. Nhưng mà thực thật là cái cúng chế lại cái cách mà chấp nhận là Phật của ta nó không đúng đạo Phật diện, không đúng đạo Phật nhân sắc. Do vậy mà những cái triều vua đó đã chấp nhận cho những ông gọi là quốc sư đó để nhất định ba lắp hết sức. Và tôi nhắc nói cái kiểu điện nghe là nhất định không phải là cái gì hết mà gọi là chính. Rồi từ đó thì sao rồi nhà vua đó nó tất cả nó tiêu thì nên mình có hiểu quá mình phải nghe chứ. Do vậy mà nó cũng có lộn xộn rất là nhiều mà nói cái đó là thực tập đó nó đó là thực tập trên kinh điển của chúng ta thì một câu nào học hành chúng ta bắt đầu lúc đầu mà học là câu nào kinh chữ tạo đó. Bây giờ cái gì đâu những gì cho tôi là hội được tu học mà biết hát mà những cái bộ kinh tôi đây thì mình nói nhỏ mà nghe những bộ kinh mà tôi bắt đầu tôi học bây giờ mình đem ra mà tôi thấy là không thể nào nào không tôi thấy cái chỗ sai trái của anh nhất là anh chú dạy anh nhất là anh bình luận mà anh dạy và tôi học bây giờ tôi đem chỉ một cái là hoàn toàn không phải là thật mà nói cái đó tất nhiên là con nghèo. Thậm chí những người anh em của tôi học tôi mà ta không thấy được nghèo mà đi qua là tôi thấy. Và bởi vì tôi học ở đó anh em tôi đi học ta lấy thạc sĩ rồi tiến sĩ rồi thạc sĩ rồi nghề nghiệp người ta học cũng thế. Còn tôi là cái kỳ lạ của tôi đó là tôi không học cái gì khác vô trường là học cái học đại học rồi đi giảng đạo Phật rồi đi dạy chùa mà học rất nhiều. Anh nói là nếu mà nó thật sự mà nói là tôi là cái người ở thế hệ tôi đó là tôi là cái người nhạc mà học số 1 nó thật là vậy. Bởi vì hơn 60 năm là lúc nào cũng làm được đạo không kinh doanh không thương mại không chính thức không địa vị không quyền gì không sự nghiệp công hàng quá buôn bán gì hết mà chỉ làm một việc là cho tới bây giờ vẫn còn như lúc đạo Phật cả ngày là thế. Cho nên những cái cách thơ mà tôi làm ra gọi là thơ đó là muốn chất tên cái đạo Phật cho nó gọn lại để rất nhiều để cúng dường cho Phật tử gần xa nhất các vị hữu duyên mà các vị đọc các vị thấy cái lời gì mà xin đưa là phải tập kỹ để đặt tiền ra đặt tiền đến nữa chứ còn là đọc sổ qua mắt chơi chơi mà tôi xin đưa là các việc mà đòi nhiều thức kinh đó có một nữ đọc sách tôi được hỏi đòi nhiều thức kinh đó không phải các vị đừng có đòi đọc nhiều thức kinh các vị mà đọc nhiều thức kinh rồi các vị cũng đã xô lại xin thôi. Chứ mà các vị mà mấy cái bộ này, bộ cái bộ đó mà dày cả cái nó có nói gì đó, cái nhà cũng biết cái gì, không có nói được cái gì ở trong đó để làm gài lạc cho mình đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái thiện hình này ha. Cái thiện này
vậy có gì thật ra ha, tôi luôn nhắc trong này, tôi nhắc nhở là không cần nhiều như thế nào, mà có thể nó ăn ruồn và nó ăn liên lạc tất cả những cái gì mà mình nói. Sao mà không còn nhiều? Bây giờ thì tôi nói ra giờ cũng hơi nhiều rồi. Bây giờ thì xin nhắc là chúng ta làm tiếp theo mấy cái bài thơ này cho vui. Sau đó cái bữa cái ngày là các vị có thể ai có cái câu cái thắc mắc gì ha, có thể lấy giấy cái gì biết. Nhưng mà cái thắc mắc thật sự là phải có nghe cái gì của tôi đó bạn, nghe cái gì của thầy giảng tôi nói ở trong kinh của tôi nói đến hai năm ra và mà biết ra thì giờ tôi thì giải mã cái thắc mắc đó thì mới nên hỏi nên mình biết. Còn bằng cái chúng ta lỡ quá đối với cái tư tưởng của tôi đó chưa có nghe gì của tôi đó thì xin mời tôi có biết biết là hoàn toàn tôi phúc và tôi cũng không thể đạt được là tại vì nó không có một cái điểm thì tôi không cần phải đọc cái đó. Cho nên là các vị có thể lấy đến này cũng biết được đó. Như vậy là nhắc lại là phải có nghe cái gì của họ khác. Mọi người có một tấm vui nhớ đến cái này. Xin bất tận ở lòng ai quan trị. Cái câu này để nhắc nhở với người đệ tử Phật chúng ta thường ngày nên để ý về cái vấn đề quan hệ, tánh quan hệ. Thì quan hệ là có cái tánh. Ở trong bốn cái tánh, ở trong bốn cái hành vi, cái tánh thật. Ai mà người hàng ngày mà được vui vẻ, được quan hệ luôn luôn trong cuộc sống của mình là người đó, là người đó hưởng xuân phật tánh. Và cái người nào có tánh quá nói ra là thầy là ra là cãi là có là cảnh là tánh thì cái diện cái sắc diện của người đó là không có vui được. Thật ra ta nhìn thấy cái sắc diện của mình, cái mặt của mình, ta thấy cái mặt nhìn cho thấy không có một xuân. Cái đó là thế gian người ta nói thiệt đó. Anh xem thường gọi là thiệt thường, bất động, phóng xạ, thì diễn đi. Bốn bài là bốn cái tất cả. Mình phải xem thường tất cả, xem thường cả cái lãnh cả của mình, tự cả của mình. Và đối với mọi người chúng ta phải dễ dàng đi thì mình mới có thể vui được. Mà cái quan trọng nhất là vấn đề cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Cái người mà buồn mình mà cao cố mà quạo quọ và cắt khổng mình rồi nên ác là do bản ngã và ngã sở hữu quá nặng. Thấy cái gì cũng trọng tới cái ngã sở hữu là tài sản sự nghiệp. Cái gì mà tôi nghĩ cái có của mình là cái của đó. Cái này là của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, nhà cửa của tôi, cái trường học học này của tôi. Thấy cái của tôi vậy đó. Tôi là ngã, mà của tôi là ngã sở hữu. Mà nếu mà mình xem trọng về cái bản ngã thì cái ngã sở hữu của mình là cái người đó thường thường là quạo quọ cao có khó khăn giận dữ là cả ngày đau khổ. Thì mà nếu mà cái mặt mình buồn như vậy đó, người ta nhìn cái mặt mình nó nói cái ông đó cái bà đó
cái ông đó là coi vậy đó, không biết làm sao như cái đặc điểm nó không cái đặc điểm đó. Cho nên là mình thưởng xuyên á, không có để làm nhiều nhiều cái bài để cái xuân. Mình thưởng xuyên là mình phải làm sao mà cho cái là được cái thưởng xuyên bất tận. Mà muốn có một chỗ đẹp lại quan hệ, một quan hệ là một cái tâm bốn cái tất cả các tâm đại từ đại bi đại hỷ. Đại hỷ là quan hệ là đại hỷ đó, đại đại xả Phật tánh của mình là cái đó. Phật tánh của mình là biểu lộ qua bốn cái mà đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đó ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, sẵn sàng ai cũng có, ai cũng có cái tánh đại từ cũng có, ai cũng có cái đại bi giống có, đại hỷ giống có, đại xả giống có. Vậy mà mình làm mất cái tánh đại từ đại bi đại hỷ đại xả, mất cái tánh là cái bằng qua hỷ này đó, là do mình bị tác động, là do cái vô minh. Vô minh là cho mình quý trọng quá cái bản ngã và quý trọng đam mê thèm muốn quá cái khả sở hữu. Do vậy mà cả đời mình không có bổ sung, còn là giữ gìn, là bỏ bỏ, là cao bỏ, là mong nhất, là chữ mới, là nặng nhẹ. Cho nên mình muốn hưởng sự phật tịnh là ở lòng ai quan hệ, người nào mà cái tâm quan hệ là có cái lúc đại xả. Mà muốn đại xả thì là phải nhẹ nhàng cái ngã sở hữu, nhẹ nhàng cái bản ngã. Cho nên là trong cái tập số 7 này đó, tôi có làm thêm mấy cái bài mà cái đợt trước kia không có. Tôi tự nghĩ tôi với một con chó là không có khác gì nhau. Chó nhà tôi phải nói là tôi nói cái đó để tôi nhắc nhở những người phụ nữ nào mà làm chịu nghe hiểu tôi là phải coi mình tâm thường cỡ vậy đó. Tôi và chó không khác gì nhau. Trong cuốn số 7 này, trời trong cuốn số 7 này cái số bảy là bài thứ ba triệu cái này. Một mơ lý tưởng, tôi muốn nhắc chơi chết một mình, chết trong quạnh quẻ giữa thân thân hòa tan vũ trụ theo xưa mất hội nặng trần trời này lãnh nước non. Để ví dụ như bài này sau này, mà nếu mà các vị mà chịu và thiền định mà suy gẫm rồi các vị thấy lợi ích lớn lắm rồi. Về cái bài có cái bài chó ha, là thứ hồn chính là gì, một cái mơ lý tưởng rồi tìm một vị nguyên sử đại quốc công khai quốc công thành của mình là những đại sử trung cửu tập. Thì chú Nguyên Kiêu là nhiều sự là những cái tôi là một mình chú Nguyên Cửu Tập. Nhưng mà người ta có sự gì đâu, có được gì hết. Cuối cùng được ăn mặc ở tủ sống ở chữ địa thì tôi nói là nó rất ổn. Chữ đó là mình dám nói như vậy đó mới là đi sâu vào đạo Phật này. Còn người mà không dám nói cái đó chỉ nhằm để kiện Phật để lại thôi. Nếu mà kêu về nghe cái đó họ chịu cho là tục tành gì đó ha, là tục kiểu đó chỉ có một kiếm tục mà để lại chứ cái trình độ nhắc họ không có gì, thậm chí không có. Cho nên là cái người học Phật mình nên bằng cái nhãn của đạo Phật thì tôi có cái kiểu không có ai điều gì hết. Ai lên quanh rồi cũng nhất đáp vô thường dạng sự luôn. Và trong ngày tôi nhất đáp thì chỉ là các vị học lợi lắm.
Còn mấy bạn này là thế thì nếu mà giới thiệu cái này ồn nó xuống lắm mà không hết thì giờ cũng đưa trở lại đây chúng ta là cái bài thôi chúng có thể ở lòng ai quan nhằm nhắc nhở cái Phật tử chúng ta phải tập quan hệ thì bố cái đất của chúng ta là một thuộc là tính chỗ là chỉ là quan hệ phải luôn luôn là tạo cho mình những cái nguyên nhân khổ mình phải bỏ để tận mình mà khổ phải tạo cho mình cái điều kiện vui cái nhân vui để mình được hưởng cái quả vui đó là cái đức lạc tương lai cả đất còn lại từ đại bi đại hỷ đại xả đại đại hỷ là quan hệ đạo vô cùng thường trú trong vạn thể tự nhiên. Thì câu này tôi nhắc cho mọi người biết cái người mà học đạo Phật thiệt á, ta tìm đạo Phật, ta tìm đạo tâm, đạo đức, đạo hạnh, đạo quả, mà đạo tâm này, đạo đức này, đạo hạnh này, đạo quả. Cái đạo đó đạo lý nè ở đâu cũng có ta đi đâu ta cũng có thể đem theo cái đạo tâm cái đạo hạnh cái đạo phúc cái đạo quả cái đạo nghĩa của chúng ta nhưng mà tôi nhắc cái này là mấy bữa nay tôi về đây cũng có đi một vài chùa thăm chùa các Phật tử của chúng ta bây giờ phải quá lại chân 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 cái gì lại thấp cúng mà cúng tôi gọi là tỷ tỷ của tôi tỷ tỷ của năm tôi ở đâu mà tôi nói là cúng quá chừng mà cái đạo tâm đạo hạnh đạo lực đạo quả là chúng ta không chân phải tìm chỗ cái tôn nào mà phải có nhang rồi cái khóc nó mới sanh ra cái đó được quá vậy không cần khóc muốn có đạo tâm đạo lực đạo hạnh đạo quả đạo đức không cần phải tâm tài tôi nói cái này mình giỏi rộng nhiều lắm nhưng mà tôi nói thì tôi nói cái gì tôi có mà tôi làm được thì tôi còn nói cái gì với ai chứ mà tôi nói thì nó đụng tới cái nhận thức thông thường của các Phật tử rồi các Phật tử không vui cho tôi thấy là các gì mà lại vẫn chịu phải nghi cái tội mới điều thì nó còn non lắm còn phải tôi dạy đạo tâm đạo đức đạo hạnh đạo quả đạo lực ở khắp nơi mọi nơi ở đâu cũng có chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể đem có theo được và nó đều có thể phát hiện bất cứ ở đâu cho ta được là lợi nghe cái tổ nào trong tổ thì tôi đã nói nhiều lần rồi tôi nói đây là tổ tử gặp nữa cái tổ cái gì kể cả học cái lương thiện mà tạo ra cái tội mới cũng phải là tội mà học thì cấp lên trong đó một phần cái này tôi nói nhiều quá để cho nên là cái một tử mình đang một mặt là nghe thôi đó là tôi mong rằng là cái gì mà có tu tu tập thiền định văn như tư như tu nghe rồi mà suy nghĩ rồi mà tu tập thiền định và cái trí tuệ của mình cho bạn nó hiểu là cái đó là cái gì để tu mà không phải là phải đâu qua tôi có đi làm cái ngày này gì đó ngày ngày rằm ha ngày rằm cho nên là các chùa lại cũng khất miệng chủ đừng có khất miệng
trong những ngày hôm trước các chị có không các điểm cái nhớ không cái con tài cái tham nhé tu cái bàn mặt là thấy mà cái điểm thì không không tốt thì vô quyền đó là tham không ít đó tập nhìn thấy nhất thiết hữu gì pháp nhưng mà quyền thì là khánh thì đó để như vậy thì cảm thấy là thành để trụ lên như cảnh trụ đỡ mà tôi sáng tác cái bài hát đó các chị nhớ rồi đó ôi cõi thì tạm trần gian dài lại hướng nhiên thế con lâu dài thành dẫn chân vô nhà lấy gì chúng ta có được
Bắn là một lo không sao. Không nấu con bà mình lại đây mà tự tại thì mình có tiền thì đó đó. Ở đây giờ khi nào mình giờ ta muốn rõ muốn tiền rất trời. Ở phần đó giờ ngã tài rồi. Vậy mà bây giờ nếu mà các vị tự ví dụ của nó mình lỡ tại thì còn bị em xem thế nào rồi bây giờ các vị còn tự ngẫm lại coi tự thanh ổn ổn cứu được ổn vậy hồi đó mình cũng tìm được đại ổn các bạn cũng nhận giúp ổn được cái gì sự thật hết sức rõ ràng. Cho vậy cho nên là tôi nhắc nhở và nhắc vậy. Tuy nhiên là tôi có mời các chị và các cô về nhà. Không được cần làm đệ tử tôi thì sẽ được các chùa sẽ cắt ra cái gì lắp rồi nhập quá. Không có đòi cái gì hết. Cần nói học học thêm thì thôi à. Cho nên cái đạo ấy, vô đạo tập tâm thật lực nào mà nó rất cao quá, vô cùng nó thuộc chút trong bản thể thực hiện. Cái luật đại từ, đại bi, đại hiển, đại xả, là tứ nguồn lực tâm nó các gì là tự mang trong tự nhận biển rất rõ rồi. Và khi mà các chị không thực hiện cái đó được là đại gì vô minh, cái động cơ vô minh tốt đẩy cho các chị là sai trái. Thì thân thì để là cho rung đi nó đẩy chân rung dòng nó đúng đẩy chứ còn theo cho đến nào mà thay cũng có đứng đất đại từ ở trong đại từ đại bi từ đang đi lập khi đang là cổ ai cũng có đất cho cái đứa cổ từ ngay ai cũng có đầu có thân ai cũng có đất hoàn hỉ luôn luôn là hoàn hỉ giờ mọi người không có ai thì có những cái gì thì những gì cho nên cái tấm mà đại xã cũng là cái tấm tự nhiên của sự vật nó sinh như vậy nó trụ như vậy rồi nó diệt như vậy diệt như vậy sinh như vậy cái đạo như vậy mình như vậy có tấm như vậy sẵn không thể có sợ cả đó là cái đại diện đại xã. Câu ta là Phật tâm Phật cảnh khó hòa đơn giản vô cùng. Nếu mà các chị mà hiểu câu này rồi các chị không có hỏi rồi bỏ ra tầm ngàn triệu bao nhiêu tỷ để mà làm tượng Phật dài một năm trước thì cao là năm trước sẽ cao trước gì đâu phần tâm mà thì cái điều này tôi nói rồi cái đất nước của Asgard tăng đó hồi đó cái tên bao nhiêu năm đó họ bắn hai cái tượng Phật cao một nước đấy. Nhưng mà thế giới đang nghĩ họ kiểu bắt đừng có bắt tượng đó nhưng mà người ta không phải là cái người đạo Phật đạo khác cho nên ta muốn cái Phật đó đem nó bắt hai tượng đó mà nó để ra rồi đâu có cái bắt đạo Phật mà cũng có mà thành thế đó cho nên cái tượng Phật mà bắt ra người ta sẽ bắt cái chết mà không máu có nghĩa là Phật không có bị gì chết. Và cái trong đó cũng không phải là thật thiện. Còn thật thiện là làm hại chúng ta. Và cái người giác ngộ giác là Phật. Phật thức tâm và chẳng quá thật. Giác là Phật. Mê không tiền đâu là Phật. Nếu mình mê là mình thì Phật không có. Bên ngoài ta lực lượng ta muốn làm Phật lớn muốn làm con đạo không được. Cho nên là đập tượng vậy, bắt tượng vậy không có thể bắt được vậy. Ở đây cũng vậy Phật, bắt tượng là cua ra. Cua ra là cái đường cua gác này. Thở, chặt mùi lo lại khác. Con sẽ quay lại cái dính lại, cái dính tập này. Thấy tiếp của bài ra có. Các chị thấy Phật đẹp, chắc chị đâu Phật tượng. Đó có là Phật đẹp đẹp, cho nên là Phật to. Phật to, nó sẽ thấy xây về là tốt. Thật ra chắc là tôi muốn nói với mọi người là Phật tâm Phật chẳng có
mài, nó mài không được. Cái tâm của chúng ta phát triển được cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả là chúng ta, là cái tâm phật của chúng ta phải biểu lộ qua cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Nên chúng ta bỏ mất cái đó là mặt bài chúng ta trong cái bộ xương tập dạy chúng ta không coi như là thành là mất phật, là phật không hiểu rõ. Phật tâm Phật chẳng có ngoài sự giác là Phật mê không tìm đâu ra. Tôi muốn nói cái câu này là tôi muốn nhắc cho các Phật tử rằng là tâm bảo thì chúng ta phụ sự tâm bảo là có, phụ sự Phật Phật là Phật tâm Phật tất cả trong mình, trong bản thân mình và trong mọi người, ở trong tâm bạn. Thế thì cũng như Phật là Phật tâm Phật tất của mình, cũng như Phật tâm Phật tất của tất cả mọi người. Tháp cũng như tháp cũng như tháp bạn. Một tháp bảo thì tôi nói các vị phải thiền định thêm, các vị cũng nhiều pháp à, mà chúng được bằng tất cả những cái gì mà làm cho đẹp đẽ để cho vui nha, cho đồ sộ, cho lệ, cho gọi là trang nghiêm đó, mà những gì pháp là đẹp. Cũng nhiều pháp là khi nào mà các vị học ha, học hai câu Phật kỳ niệm Phật rất to, nghe cho nó không chắc gì. Không phải niệm Phật vậy, niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật. Thân cố ý mình được thanh tịnh, nhớ cái đại từ đại bi đại xả tướng được lượng tâm, nhớ được cái đó là làm giáo Phật niệm Phật. Chứ còn dựa vào sức tốt, dựa vào âm thanh, dựa vào thân thức, dựa vào hơi hát mà la mà niệm mà kêu vậy đó, không có phải là Phật thiện là vậy. Thế Phật của chúng ta không nói vậy thì được chứng minh là cái gì đấy đó. Ông Phật của chúng ta sự có đàng hoàng mà không có phóng đại, không có khấm với ai, không có lại được ai hết. Cho nên Đức Phật khi mà thành Phật là tự thành Phật của nhau không thầy. Phật là sự tự nhiên những chiếc trí, từ cái vô sự trí, từ những trí, rồi thành tự ra cái những chiếc trí và thành Phật. Là do tôi Phật thiền định. Phật thiền định là gì? Là có cái khả năng nhận thức hiện tượng giải thoát. Phải sử dụng thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ mới có khả năng nhận thức gì cả, những đề giả, những đề pháp, nhận thức về sự vật hiện tượng thì có đại mà giác ngộ, mà không còn làm sai trái nữa, không còn tạo ra những cái nguyên nhân làm khổ đạo khác. Gọi đó là tự chính đạo. Chứ Đức Phật thật sự Phật tâm đó Đức Phật chính gì nào? Trong cái kinh ca Đức Phật nó ta nó có được cái quả như tượng Bồ Đề gì đâu. Tại vì ta có thánh ngại, ta có thánh ngại như Phật vô, ta có cái tướng chấp nhân, ta cầm coi ta chấp cái tướng chúng sanh, cái tướng thọ giả, ta thấy được cái tánh nhân sanh như quyển nhà pháp xe không, ta thấy được tự như pháp như mộng như quyển như bà như lộ nhãn như điện vân vân, mà gọi là chứng đạo. Cái gì ta có chứng đạo gì này, cho nên cái đó là cái đạo học thiệt là phải nói cái đó. Nhưng nói cái đó là Phật tử ta lại cho là khó nghe, và không nghe cái khó, không nghe cái của Đức Phật làm thì mình làm tâm cũng như là Phật
nên bây giờ tôi còn nói thì nó được à, mà cũng chưa dám nói. Mà nếu nó hát được thì mình cũng là kéo qua kéo lại để chứng minh để chỉ rõ cái đó thôi, chứ nó không vậy. Cho nên cái này khó. Thì tôi cũng là làm hết sức mình vậy đó. Các Phật tử thì cũng đến quan tâm mà nghe thì đó, tôi cũng thấy điều đó có phấn đấu, có quan tâm, nhưng mà nó rất là khó để lắm. Còn có những người mà nghe tôi chữ tôi hợp tác đó là không tao phù mày. Nhưng mà nó nói câu này cũng cười nhỉ, tao không thấy ba bà nào tao biết rõ mày ở trên tâm tâm tâm. Tao nói bà bà tao lên sẽ nói mày quý như mày. Cho nó vậy á. Tôi đọc cũng nghe cái lấy cái tập nào mày nói cho con biết tao. Tao có nói mày quý gì như mày đâu. Má mày lên tao không có mày quý. Bởi vì tao nói là tao nói vậy chứ còn là nó cũng nói chi cũng không bao giờ trốn. Thì nếu mà mày mắc vào mày chịu cái ăn một chịu cái chung cũng phải xác định chứ là nó phải mấy vậy. Cho nên tôi tưởng tôi có. Nhưng mà cái đó là tôi đã bị trùng rồi, cho nên là khi mà nó nhắc tới như vậy là không biết làm gì tôi sẽ có thể có một việc, có thể có ra bộ tôi nào. Và nếu mà ba má có rất lợi thì ba má con đó cũng không phải thầy ba mà nó muốn nói gì đây. Sau đó chị là ví dụ muốn nói thì nói gì nói ngày thử. Để cho nói ngày thử đó, cái đó thì nghe thử vậy biết rồi, có cái đỡ. Đây là Văn Trúc á. À, ông nào Trúc đấy. Ông Trúc đó, tôi nói cái gì cũng có thể Trúc kia mà. Tôi đâu có cả gì đâu. Đây là đây nè, tôi nói một thứ vậy, tôi nói cái gì chịu được thì em sẽ có không. Nhưng mà tôi phải nói rằng là trên đỉnh của tôi nó đàng hoàng, có cơ sở. Tuy nhiên là nó trúc cái trúc dài mà ngầm nghe theo cái cơ sở và tôi cũng chứng minh. Chứ có người nào không nghe tâm dự dật, nó nói là nó cũng bằng lòng. Do vậy mà từ xưa nay chưa có ai giờ, chưa bao giờ ai làm tôi chịu. Tôi trong một cái môi trường không. Hiện nay tôi tạm không biết lắm không? Vũ trụ trong nhau cũng rồi cũng rõ tháng qua ngày. Nhưng sự họ không biết tôi cười. Chẳng biết rõ nói gì không bao giờ tôi cười. Tôi không có điều hốt gì hết. Mà tôi dám nói là vũ trụ trong nhau cũng rồi cũng rõ tháng qua ngày. Cái câu đó là cái gì? Đừng có đòi học kiếm gì nghiên cứu thôi. Cái đó tôi giải rõ hết. Do biết đó, do biết là có bất kỳ hấp mộ. Ngay ở cái đất nước Việt Nam này cũng là đất nước của Âu Á, Mỹ Thiên một thứ nhau. Cho nên tôi không đi Mỹ, tôi không đi Úc, tôi không đi Âu, đi Tây. Mà tôi có việc thấy hết, biết hết, nghe hết. Dựa đâu tôi nói vậy. Dựa vào cái ông An Na Lương và Phật thì là đệ tử Phật mà ông có nuôi cái đường mà có ký tật ông An Na Lương này nè, ông này là ông có thiên nhãn, ông thấy được 3.000 đại thiên thế giới, tức là thấy được tầng giới đó. Đó là Phật nói chuyện là cho ông thấy là không phải là nói ngoài để tên mất ông An Na Lương đây là gì đó. Nuôi không cần thấy cái đồng hồ, không cần thấy được món mộ. Nhưng mà tâm nhất là nhất thiết cũng như bắt, như bóng, như quyển, như bà, như ảnh, như đỏ, như đế, như diễn, như cả thác, mà thật, như chú quyền, như cái chúng tượng. Đó là thấy tất cả, cả gọi dụng khỏi sắc, như khỏi nguồn sắc. Chắc cần thì phải đi mới thấy. Nói thì con người sinh già được chất, ở Việt Nam này đủ sinh già được chất, và đi qua Mỹ là những nước hàng đầu thế giới, đi học, khoa học. Đi qua Nga, đi qua Đức, đi qua Pháp cũng sân nhà có những thứ mình không chịu được. Rồi cũng chắc chắn là cái thấy là vậy đó, dùng cái tuệ giác. Mình nhìn sự vật hiện tượng là vậy đó.
nhìn trên cái gì cô biết rõ nó gì mà ở đây mà tôi nói mình cũng không có cảm thấy cô cũng cảm thấy cuối cùng là cũng biết thế vậy có vậy thì mình làm gì nữa mình không có cải tạo cái gì nữa nó sanh là có độ có gì có gì nó sanh thì có lão có bệnh có tử có thật có đủ có phải không cho nên là tôi nghe và mấy ông bác sư này nhà cái ngày tập thế thì nó cứ thay hát cái tháng gì đó, tôi nghe tôi cười à, tập sư nói như vậy là nói lừa đảo gạt đâu cái tháng, đánh lầm như vậy. Hồi xưa tôi nói là làm nhân quá mà làm thầy thuốc mà sai lầm là giết chết một người hai người, còn làm nhân quá sai lầm mà là lừa đảo tất cả thế hệ khác lắm. Anh em ra cái tôi tổ chức là truyền bá cho sạch khủng khiếp là ta sẽ làm để dồn nhã tiền bạc sắp sửa chắc là đem phúc cho anh hay sao nói vậy tôi đâu có chịu tôi nghe nói có người rất là bỏ không làm ăn chờ ngày chết rồi mua mì tôm rồi cắm dấu mua gạo và tôi hỏi chứ anh vậy trả cái tàu mốt thì còn mình là năm sáu là cả anh tôi kêu con vậy là mình mua mốt mì tôm mua mốt gạo mình tẩy hết rồi sống cho em nghe sai lầm của thanh của viện của ý
Từng giờ và phút. Tôi sẽ cho anh biết đại phút. Với tất cả các gì. Con giờ cho môi trường là quan trọng. Nếu không có sự kiện, không có sự kiện. Rồi trời cho mình nghiên cứu. Nghiên cứu thì vậy, cho mình tư duy rồi thì đánh một nhận thức thấy càng ngày càng rõ dữ lắm. Bây giờ thì muốn nói đó, muốn nói đó để cũng dường để gỡ góc cho ở gần xa. Chính vì bây giờ là qua những sự biến như vậy, cái lần này là tôi chết rồi. Các vị nào đi cũng là cũng phải nha, nhưng mà cũng phải là rất là coi như các có thể các vị nào cũng có hiểu. Cái này là coi như mỗi một bài tôi viết gì đó là cái gì kể một bài thứ tám ngắn ngắn gì là cái con ngắn gì là các vị chỉ định các vị sẽ thấy cái bài của mình rồi. Người nấu và bác sĩ ngắm sắp sắp dở ở Việt Nam cũng vậy. Đọc bác sĩ ngắm ai cũng được giúp có cái chất liệu cô đọc làm gì ai cũng được giúp mà cái này cũng có những thứ này những sách này gọi là tạo phẩm kinh tế diễn tiếp cuốn sách kinh nha nhưng mà sách kinh tế nếu làm bằng kinh tế có thời phẩm kinh tế không phải cái đó thường gì đâu phẩm kinh tế đạo Phật xã hội thì đạo Phật cũng thứ còn cái mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ở đây là cái đạo Phật này để an tìm cái sự an lạc mà nói cái tên của đạo Phật cái gọi là chuyện an lạc và giải giải thoát những phiền não khổ đau trong cuộc sống. Cái cuộc sống nó quá nặng nề, có nhiều phiền não quá, có nhiều khổ đau thì nghiên cứu cái này nó có phương pháp mở mở những cái gốc những cái nguyên nhân nào khổ mà ông đã bật cái gì là phải mở cái nguyên nhân nào khổ là chết chứ còn cái nhu cầu khác là không phải đâu thì là bật phải là nhớ có thể có định mà tu định là tốt để cho có thế khỏe phải trước mắt là tôi phải có trí tuệ mà có trí tuệ thì lúc bây giờ nó có là cái gọi là giải thoát giải giải thoát gì đó thì cái cái lần nhận thức cái lý là không làm những điều sai lầm không chỉ đúng những cái điều sai lầm nữa gọi là giải thoát gì hiểu được chân lý sống đúng chân lý không làm những điều sai lầm của thân của vị quý gọi là giải thoát gì chi tiết từ giải thoát những cái đó mình không làm có lỗi không làm sai trái cho nên mình không có bị cái nguyên nhân nào một gọi đó là giải cái chuyện giải pháp là để bổ mở bổ bỏ bổ đủ hết những cái nguyên nhân nào một gì thân còn giải pháp thứ nhất là một chuyện nó bổ đủ bỏ hết những cái nguyên nhân là cũng có đau khổ gì thì mẹ ra đây còn nhiều lắm. Bài phát trên phần thể đặc biệt nó rất sáng đang là quyền sử dụng cái đó là tiền còn cái đặc biệt của thế giới cái đó là coi cái đó là đã có việc gì xin quý vị tác hồng có là bốn câu thơ tận xuất mới đây quý thầy nói về tứ đường tâm của đức phật và hãy chúng ta đức phật thì có đại từ đại bi đại xả còn chúng ta thì đâu có dám tu như vậy thì chúng ta có từ bi xả thì đương theo lời thầy nói thật là bốn câu thơ từ lúc sơ sanh đến bạc đầu quy từ như sắc ở giường non thỉ lòng thanh thản xuân thịnh quý vị xả hết phát trần dạ thảnh thơi hết thảnh thơi các bạn có cái phần hỏi lại bài thân đó giờ bây giờ để coi có mấy câu hỏi gì ra ha
thế nào mà ngôn hành vô hành hạnh và làm thế nào để đạt được hai ý đó. Con xin Thầy giảng dạy cho con và đại chúng. Cái này cũng có lẽ rất là sẵn đây nhân cái cỏ này để nhận các Phật tử. Các Phật tử dùng cho có học kinh thông thuộc nhiều nhưng mà cũng đem về nhà. Khi mình đi giao tiếp với bạn bè gần xa, nếu mà mình học thuộc nhiều rồi mà mình không khéo sử dụng á, là mình học thuộc rồi đó, đó là cái quy chân nào cổ dài dài trong lúc mà mình đi đây đó. Thành ra ngôn là nói những cái lời không có lời, nói những cái lời nói không có lời. Bởi vì thì xem cho biết là bao cách không có nói gì chút được thế nào, không phải nói đúng biết đâu. Nhìn thì cũng chỉ cứ cười thôi, chứ còn biết rõ là nó gì không có gì chút. Vì vậy cho nên nếu mình học thuộc rồi mà mình đi đâu một bạn bè nó thấy được rồi mà mình muốn giúp đỡ mình thương nhau á, mình nhắc nhở người ta và nếu mình thấy người ta nghe mà nó hơi không hợp với cái tần số cái hệ của mình muốn nói thì mình lỡ lỡ mình giải đòi chứ không muốn gì nghe là mình lỡ lẽ bỏ qua cái đó mình đừng nói được. Chứ nếu mà mình nói ở thầy cứ nói vậy nè, cô học về nè, kinh điển này nói về là mình nói cái đó là lấy quá cái lòng hạn thầy của nó thì nó sẽ thế nào đó. Cho nên biết tất cả mà sạch vô hành hạnh, chứng vô kinh chứng, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Nói có thể nói nhiều, nói đi hoài nó không hết, nhưng mà có lúc không thể nói. Quyền giác thì chưa có bài kể đó. Khi em làm đố phải biết, mấy em biết đó là tôi đã nói. Lúc đó nhiều, có ai hiểu lúc đó là tôi chẳng nói gì. Ví dụ như một dạy lên chắc đại chắc tôi nói nhiều đến thế. Nhưng mà thật sự của người tôi không nói có đó đâu rồi. Thì phải cần vậy thì tôi nói vậy chứ không phải tôi cần vậy. Thì nói vậy đó là hết cái của tôi muốn nói nhiều đâu. Cho nên nói nhiều đúng không? Chẳng ai thì hiểu được là mình nói gì. Đến khi cần nói mãi nói tôi sao không ngăn ngại, không hề có cảm biết. Cái tướng dồi dào sức khách đầy đặn nhưng mà phải lúc nào cũng nói. Do vậy mà người nhắc thì xin đó là có người hỏi xin cho biết pháp môn tu chứ, xin cho rằng ma bát nhã là tâm. Cái tôn chỉ mà tôi hợp với tôi là giáo lý bát nhã ma là tâm. Do vậy mà việc làm ra lúc như thế lúc như phi khi như thuận khi như thế trời còn khó. Đó là chỉ là cao của người già. Thế nên ngôn thành cho anh hạnh tu biết được cái chứ. Mà tu mà kể nó mới tu. Mình quen ra mà tu mà không ai biết gì. Rồi người ta thì vui buồn, người ta khen chê. Rồi mình mà được buồn rồi biết. Mình chạy ra. Mình khiến tất là mình đổ lạc thôi. Cho nên mình tu được đó mình tu. Thì càng không có cái gì để gặp tiếp. Tiếp được tiếp tiếp. Ví dụ như tôi bắt bỏ cái sức ảnh lạc đó là các chị đâu có biết. Tức Bồ Thí Ca xưa có cái ảnh lạc của Bồ Thí Ca các chị đâu có biết. Những cái lời mà Bồ Thí Ca nói mà để lại gọi là trong kinh đó. Tức Bồ Thí Ca có nói pháp gì đâu. Tại vì người ta học, người ta tiếp thì ta hiểu đạo rồi. Thì nói vậy, thấy vậy cho biết vậy, ta nói vậy. Chứ không phải là ta cái mà tiếp là vậy. Cái chữ ý là không thành thôi là chứng dụng cái tu không lấy là tu. Người ta nói là tu mình cũng cần, mà sao nói mình không tu mình cũng không cần sao. Thì tu đâu phải tu trong việc đấy. Đây người ta kêu mình tu, ví dụ như mình tu 100 cái, 100 việc, mình làm tốt.
và người ta chứng tác mình có thể 10 việc, 15 việc, nhưng người ta khen thì mình đã 12 xong. Mình vui lắm hả? Cho nên là người ta khen cũng không, không nhận gì hết, mà ta chê cũng không nhận gì hết. Người ta chê có khi là mình cảm tâm cái xấu, mà ta biết con này có 10 cái xấu của ta chê vậy này. Đúng mình chưa? Mình còn nhiều nữa các bạn. Cho vậy mà nó có gì mà phải nãy mới hỏi lúc bố người ta trả lời cái pháp bảo này thì có cái đoạn kinh nha. Đáng tự của tâm yên nhạc đẹp hà hồng nhạc đẹp thường như diễu và thiết đu bất hạ sự thống khác ở một nhà khác quả điểu một chân vì tục kinh do chân thể tự vô tình tâm cảnh như như chỉ có thể hà tử bồ đề đạo bất thành. Nghĩa là mình phải vô tâm với dạng dạng thì dạng dạng nó không có bao che, nó không có là khó, nó có một bình cẩm mình tập mình giống như tàu sách không bao giờ biết nghe tiếng gốc của sự tận, tàu sách không bao giờ sợ người gỗ và xem phim vẽ không sợ người gỗ không có ý mắc phim vẽ bởi vì người gỗ thì chỉ vẽ là tự nó là vô tâm tâm và cảm mà được như vậy thì còn có lo gì nào bồ đề không mà anh để nó thiệt con vô cũng con thành vô anh đảm bảo phải tập cái kiểu gì cũng có chút để tập trung con thì và thì con cũng thay mặt chị trong con chuyện cũng không xích cả này này thì hôm nay cũng đã tăng đến mấy rồi. Thế nhưng mà toàn thể bây giờ đây thầy thấy được tấm lòng của thầy và tấm lòng của thầy đối với chúng con thì khi mình gặp chúng con thì cũng không làm sao thầy cũng cái điều khỏe một năm thầy và một trở thầy một vài lần đây thì là cũng là một cái cố gắng của thầy thì con cũng xin tam bảo phù hộ cho thầy càng sớm thì bao lâu thì càng vui nhớ cho họ đẹp thật nhiều yêu và nóng thầy ngày nào thì cũng có mấy trăm người đây cũng cảm thấy nó buồn thì thứ nhất là chúc thầy khỏe mạnh vui vẻ cứ một năm bị theo thời gian thầy thầy và gặp chúng con một hai lần thì rất đẹp và rất quý rất mang ơn thầy và đây cũng là năm mới sắp hết. Năm cũng sắp hết là năm mới sắp qua thì tôi cũng là một người đệ tử tôi cũng kính chúc các anh các chị trong một trường này toàn thể phật tử cũng của thầy một năm khỏe mạnh vui vẻ và gia đình hạnh phúc. Chân thảo xin cảm ơn phật tử Minh Chất. Bây giờ cũng có lời thành lập lại chúc lẫn nhau. Tôi xin cảm ơn Minh Chất. Nhưng mà cái này là tôi xin thưa ngài nha. Tôi biết tôi nói cái này là cũng khó phải là điều tôi chịu thôi. Nhưng cái chuyện biết đó, tôi hôm nay là 86 tuổi. Thành thật mà nói cái điều này, tôi biết là tôi nói là tôi có sai. Cỡ tuổi này rồi mà sống thêm được một bé vô cùng nhé. Mà tôi không dám chào, mà tôi cũng dám nói cái lẽ là tôi nói là tôi chào các vị gặp các vị năm nay đó. Tôi không bao giờ đảm bảo rằng năm tới tôi còn gặp các vị. Và tôi cũng đã nói rằng là tôi còn gặp các vị năm tới, tôi là người phước. Tôi nhất quá một mình để nhỏ như đó. Giờ nó chắc nói, nó nói câu đó. Chứ tôi muốn nói câu đó mà tôi không nhận thấy. Tại sao tôi nói vậy? Tôi nói là có bằng cớ, có cơ sở mà các nghi nghe có thể như hiểu đi. Nhưng mà không có ai cũng hiểu. Bởi vì người ta ở nhà, ta có bà, ta mẹ, ta sống tiếp tục, tiếp năm, người ta tiếp năm, bao tâm. Mà từ xưa nay, thì ta thường chúc giao phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sang. Phước rất nhiều như là nước biển đông, còn là sông lâu như là núi Thái Sơn vậy.
à, tuổi thọ nên đi xuống núi Thái Sơn thì nó không có bị sự đổi gì hết. Người ta ta ăn có vậy mà, nhưng mà tôi rất ngại. Tôi nhớ cái cơ sở là đức Phật của chúng ta, đức Phật của chúng ta là giác ngộ theo giới đạo. Ngày nay là con giác ngộ vô thượng bồ đề đó chứ. Vậy mà có 80 năm trụ thế thôi, còn tôi là khá gì nhất mà đó là trên đời của thế gian. Tôi là khá gì mà 86 tuổi rồi mà còn chưa bằng chết còn rồi sống 100-200 tuổi thì nữa là sao? Đó. Cho nên là nếu mà nói tới là tôi còn gặp các vị nữa là các vị cứ nói tôi là người cuối cùng. Hả nói vậy. Còn nếu từ đây tới Tết hay là từ đây tới năm nay tới tháng 3 thì đây nói rõ rõ chuyện chơi thôi. Tới tháng 3 đây là chúc cái ngày sinh của tôi. Mà tới tháng 3 nó tới cái chọn cái năm. Nhưng mà nói đó cũng là một thế rồi đó, cũng sai rồi đó. À nhưng mà nói là cái ngày này cũng không chơi. Tới tháng 3 thì là tôi đủ cái tuổi của tôi là có. Cho nên nếu nó tới đó nó được chứ thì bạn đó là tốt luôn. Còn nếu mà nó kéo dài nữa tôi không còn đã tôi là không còn nữa. Cho nên nó trong cái bài em trong này có cái bài là tôi nói thì con chó là tôi đó hát tôi có đủ sạch chết không hề có sạch chết. Nhưng mà cái này mình nói là cái ý mình đang nhiều người nó không chịu vậy. Thành ra là các vị cái này về đọc này các vị tự sửa đọc để chẳng nói gì cũng vậy. Thành ra mình đến thì nói vậy là chúng ta lên chính trị đó là một bé dựng lên cái sao bình thường thì ai cũng vậy. Chúc gia đình là tốt đó. Tôi và trước khi mà chúc chức là tôi chúc tất cả học tử được may mắn bình an sức khỏe dồi dào. Nhưng mà nên nhớ là chúc không bao giờ nữa. Chơi có được gì đâu. Nó kết lại là chúng ta còn chút lắm ha. Chúng ta cho mình gì. Nhưng mà để chút. Thế thì bây giờ nó đẹp ha. À còn có nghe nhé. Không nghe mà tôi để nào hỏi này nhé. Có một chùa. Nhưng mà bên này mà nói cái chuyện chùa này thì tôi không chỉ thì trả lời ha. Có một chùa thờ Xá Lợi Phật A Di Đà có đâu? Quan Thế Âm có đâu? Thế Chí có không? Đề Bà Âm có đâu? Nhờ thầy đã dùng chùa này là chùa nào? Mà sự thật mình có biết được là thờ đó là những cái xá lợi của cái tổ đó không? Cái đó vấn đề là khác nữa. Đó, tôi đã nói rồi. À, không biết là thôi là cái này không có thể trả lời được ha. Mình cũng biết rõ, mình nói vậy là mình phó thuốc cho người ta thì sao nói là được. Câu này là không có giá trị. Mình vui vẻ đâu. Tất nhiên. Hả? Còn đang bị khóc không? Chưa. Dạ 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 kính chúc mùa xuân sống sống thiện tăng tặng ai hữu phước lẫn tròn duyên Như Lai giáo hóa cho người giác viễn cảnh viễn tâm dứt cái triệt thiền là sống phụng thiên nhiên đạo sư thiền liễu đạo kết trần duyên liễu đạo liễu đời xong phận sự liễu ngộ tánh chân dứt đạo điên
đường luân hồi luôn trực sẵn cùng nơi, ngõ giải thoát thành mở ra khắp chốn. Xin hết là thành viên. Bây giờ có biết được rồi ha. Ô Phật, mở hộp rồi. Chúng